Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vin Marketing. Mình là Lê Xuân Vinh, hiện tại mình là founder của Vin Marketing. Mình có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hệ thống marketing online cho các doanh nghiệp. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ đến quý anh chị các bạn cách để giúp chúng ta có một cái bộ từ khóa khi mà chúng ta bắt đầu viết bài cho cái trang web của mình. Ok, trước khi đến với nội dung chính của ngày hôm nay, quý anh chị các bạn nhớ bấm vào nút like, subscribe, nhớ bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất khi mà Vin Marketing phát sóng. Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Khi mà bắt đầu viết bài cho website, khi bắt đầu xây dựng cái trang web của mình, cái điều đầu tiên là chúng ta có một cái bản kế hoạch để chúng ta viết bài. Cái bản kế hoạch đó bao gồm các cái nội dung mà chúng ta cần phải viết, bao gồm các cái tiêu đề, bao gồm các cái cụm từ khóa. Trong đó một cái việc rất là quan trọng, chúng ta phải xây dựng được một cái bộ từ khóa cho cái nội dung website của chúng ta. Trong video ngày hôm qua thì mình đã hướng dẫn và chia sẻ cho quý anh chị các bạn cái cách để giúp chúng ta nghiên cứu được đối thủ của mình ở trên internet thông qua cái công cụ là Ahrefs. Và ngày hôm nay cũng nhờ cái công cụ này mà chúng ta sẽ lập được một cái bảng từ khóa. Từ đó chúng ta sẽ có các cái tiêu đề theo cái từ khóa giúp cho chúng ta viết bài tối ưu hơn, nhanh lên tốt hơn trong quá trình mà chúng ta xây dựng cái trang web của mình. Một trong những cách để giúp cho chúng ta định vị được chúng ta đang ở đâu trên internet đó là chúng ta phải biết được là hiện tại là chúng ta đang ở đâu và cái mong muốn trong tương lai của ta là như thế nào. Việc đầu tiên là chúng ta phải đi nghiên cứu đối thủ ở trên internet. Thì trong cái video ngày hôm qua thì mình đã nghiên cứu, mình đã chia sẻ rất là kỹ cái việc mà chúng ta nghiên cứu đối thủ ở internet rồi. Ví dụ như bây giờ khách hàng của bạn có thể là search một cái từ khóa nào đó ở trên Google. Mình giả sử khách hàng họ search cái từ khóa là cách bán hải sản online. Mình ví dụ vậy ha các bạn ha. Và khi mà khách hàng họ search như vậy á, thì sẽ ra các cái kết quả tìm kiếm của những cái trang web. Các bạn thấy thì ở đây á, là có những trang web ví dụ như Sapo, cách bán hàng online, web trẻ thơ, ký ốt Việt, bí ý tưởng, thế giới khởi nghiệp, VietExpress, blog kinh doanh online, chợ hải sản online, vân vân. Thì chúng ta thấy là có những cái trang web nó đang dẫn đầu cái từ khóa này. Vậy thì bây giờ làm sao để chúng ta viết bài cho website cũng lần lần chúng ta cũng nằm trong những cái top như thế này? Thì việc đầu tiên là chúng ta đi nghiên cứu đối thủ vậy ha. Thì trong cái video ngày hôm qua thì mình đã hướng dẫn các bạn cái cách chi tiết để chúng ta đi nghiên cứu đối thủ rồi. Các bạn có thể xem lại cái video đó ha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm như thế nào để chúng ta có được một cái bộ từ khóa cho cái việc viết bài. Cái bước đầu tiên thì chúng ta cũng đi nghiên cứu cái từ khóa mà chúng ta muốn cho nó lên top, đúng không bạn? Ví dụ bây giờ các bạn muốn lên top được cái từ khóa là cách bán hải sản online chẳng hạn. Vậy thì các bạn sẽ search cái từ khóa này và đi nghiên cứu các cái trang web mà có cái từ khóa này. Vậy thì ở đây có cái trang web là kinh doanh hải sản online đúng không bạn, hay là cái trang web là hướng dẫn kinh doanh hải sản online lợi nhuận khủng. Bước 1 là các bạn sẽ lấy 10 cái đối thủ đang nằm ở top đầu khi mà chúng ta search từ khóa này. Ok các bạn ha. Rồi, bước 1 nha. Bước 2 là các bạn sẽ copy cái bài viết hoặc là cái trang web của đối thủ. Ở đây mình sẽ copy cái website của đối thủ ha. Ở đây mình sẽ copy cái website của đối thủ và chúng ta quay trở lại cái công cụ là Keyword Tool các bạn, công cụ Ahrefs. Rồi chúng ta bấm để chúng ta nghiên cứu ha. Trong video ngày hôm qua thì mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để nghiên cứu rất là kỹ rồi ha. Rồi thì nhờ cái công cụ này nè, nó sẽ show ra cho chúng ta các kết quả. Trong cái website này thì chắc chắn sẽ có những cái từ khóa mà nó đang nhận được cái traffic rất là lớn. Chúng ta cần biết những cái từ khóa đó là từ khóa nào. Ở đây các bạn thấy là có 9.000 cái keyword. Các bạn bấm vào đây.
nó sẽ xuất ra một cái list 9.000 cái từ khóa này. Ok, đây là cái danh sách từ khóa đấy các bạn. À, đây là cái danh sách từ khóa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem thử cái từ khóa nào nó đang nằm ở trong từ cái hạng 1 đến hạng 10, top 1, top 10 của Google ha. Chúng ta bấm apply nè. Rồi các bạn thấy là hiện tại là có từ 1 đến 10 là nó có tới là 3.059 cái từ khóa rồi, theo rất là lớn ha. Rồi nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ xuất những cái từ khóa này ra thành một cái file file Excel, file Google Sheet các bạn ha. Các bạn bấm vào export nè. Rồi sau đó chúng ta bấm vào cái chọn cái đầu tiên này đi. Full export đi và thử nha. Nếu mà không được thì chúng ta làm lại. We are preparing your file. Mà đợi một lát nha. Ở đây là chúng ta đợi một lát để cho nó đó. Và sau khi mà xong thì chúng ta bấm download nè. Có thể là trong lần làm đầu tiên á là nó bị lỗi phông á, các bạn sẽ chọn lại để coi nó có bị lỗi phông không nha. Ok, không có bị lỗi phông ha. Thì đây là một cái danh sách từ khóa này các bạn thấy không, bao gồm là gì, bao gồm là cái keyword này, cái hàng keyword thứ hai, cái hàng position rồi cái tổng dung lượng search nè, volume là tổng dung lượng search các bạn ha, URL là cái đường link cái bài viết đó các bạn, cái bài viết đó các bạn có thể tham khảo cái bài viết của người ta. Ok rồi, tiếp tục là gì nữa, có rất là nhiều cái thông số à. Tuy nhiên ở đây là chúng ta chỉ cần đi nghiên cứu cái gì, chúng ta đi nghiên cứu cái chúng ta chỉ cần nghiên cứu cái từ khóa thôi. Rồi vậy thì chúng ta sẽ xóa hết để cái hàng volume lại các bạn, xóa hết cái này. Rồi xóa hết mấy cái này đi. Rồi chúng ta sẽ còn lại ba cột như thế này, phải không? Thấy không, ba cột như thế này. Và tương tự như vậy á, các bạn sẽ đi làm cho những cái đối thủ khác ha, đối thủ khác. Đó, thì chúng ta sẽ có các cái bộ từ khóa. Bây giờ các bạn sẽ sắp xếp cái position theo thứ tự từ từ một đến từ cao đến thấp, tức là từ cái vị trí cao đến vị trí thấp á. Data filter. Small large. Đó, thấy không? Đó. À, những cái position mà nằm trong cái hạng mục này là có nghĩa là khi mà search những cái từ khóa này là website này nó nằm top các bạn. À, thấy kinh không? Quá dữ ha. Có nghĩa là có rất là nhiều cái từ khóa mà đang xếp top. Rồi, các bạn làm thêm một cái việc nữa là chắc chắn là có những cái từ khóa nó trùng nhau, thấy không? Vậy thì chúng ta sẽ remove những cái từ trùng nhau đi bằng cách đó là các bạn bấm vào data sau đó bấm vào remove duplicate, rồi sau đó mình chọn cái cột mà mình cần muốn cái cột keyword này đúng không, rồi bấm ok rồi nó sẽ remove rồi đó, ok chưa, rồi nó sẽ remove bớt cho chúng ta rồi. Bây giờ chỉ còn là những từ khóa độc lập thôi. Và đây là một cái bộ từ khóa để chúng ta viết bài. Chúng ta sẽ đi sàng lọc bớt ha, sàng lọc bớt những cái từ khóa nào mà nó không liên quan tới cái nội dung website của chúng ta. Cái chủ đề mà mình vừa search cái từ khóa cách bán hàng online các bạn ha, đó là một cái chủ đề, đó là hướng dẫn mọi người cách bán hàng online, cho nên là nó sẽ ra những cái từ khóa như thế này. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ viết bài theo những cái từ khóa như thế này. Ok các bạn. Rồi
Sau khi á mà chúng ta đã làm cho được một cái đối thủ đầu tiên rồi thì chúng ta tiếp tục làm cho đối thủ thứ hai chưa? Và cái nhiệm vụ là các bạn sẽ đi nghiên cứu 10 đối thủ ở trên internet, 10 đối thủ các bạn đó, 10 đối thủ ở trên internet. Và khi mà 10 đối thủ thì nó sẽ xuất hiện ra cho chúng ta rất là nhiều cái từ khóa, ví dụ như ở đây là nó có tới bao nhiêu từ khóa, có lẽ là bao nhiêu từ khóa nhỉ, đây là tôi có tới mấy ngàn từ khóa bạn ha, 3.000 mấy từ khóa đó, 3.059 từ khóa. Vậy thì 10 đối thủ như vậy thì trung bình một đối thủ là cho 1.000 đi, 10 đối thủ là phải có 10.000 từ khóa. Vậy thì các bạn cứ làm đó là chúng ta cứ copy paste vào đây, ok chưa, copy paste vào đây đó. Và sau khi mà nghiên cứu được 10 đối thủ rồi thì chúng ta cứ ngồi chúng ta sàng lọc ha. Ở trên cái công cụ của Excel này nó có những cái mà để giúp chúng ta sàng lọc ra, ví dụ sàng lọc những cái từ nào mà nó trùng nhau, ok, hoặc là chúng ta sẽ sắp xếp theo cái thứ tự từ khóa. Rồi vậy thì sau khi mà chúng ta đã nghiên cứu xong cái bộ từ khóa rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ viết bài cho cái web của chúng ta, ok chưa. Cái bài viết làm sao để mà nó có chứa những cái từ khóa này trong website để giúp cho chúng ta viết bài được nhanh hơn á, thì cái việc tiếp theo chúng ta phải làm đó là chúng ta phải xây dựng một cái content map, một cái content map đó là gọi là bản đồ cái content đó. Thì chúng ta sẽ dựa vào những cái từ khóa này, dựa vào nó để chúng ta xây dựng một cái content map. Ok, đây là cái cách để giúp cho chúng ta có được một cái bộ từ khóa để bắt đầu cái việc là viết bài và SEO cái website của chúng ta. Ok, nếu các bạn thấy video này hay nhớ bấm vào like và subscribe, nhớ bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất khi mình đi marketing rộng. Bây giờ thì mình là sẽ kết thúc cái video này ở đây, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sắp tới. Bye bye.